Xin chào tất cả các bạn. Bài trước giáo hay.com đã hướng dẫn các bạn thực hiện hiệu ứng zoom video. Ví dụ như sau. Đây là toàn bộ cái nội dung của bài trước giáo hay hướng dẫn các bạn zoom video, zoom to, sau đó lại zoom nhỏ lại. Thì hôm nay giáo hay sẽ hướng dẫn các bạn tạo cái 3D, cái hiệu ứng có nghĩa là 3D trong video bằng cái phần mềm Adobe Premiere CS4. Thì đầu tiên ta sẽ khởi động Ruby lên. Với bài trước thì ta chỉ zoom cái video nó từ nhỏ đến to, sau đó lại từ to đến nhỏ. Còn đối với bài này thì ta tạo hiệu ứng 3D, ví dụ như là nghiêng nghiêng video hay là đi một góc nào đó hoặc là trượt video phải nhỉ. Thì ta tạo một cái project mới. Thì ta tạm thời ghi là hướng dẫn 3D đi. Cũng như trước ta chọn DVD pan với hình với tỷ lệ khuôn hình là 3:4. Ta tạo tạo cái sequence này tạm thời là 3D. 3D. Và đây chính là ta đang làm việc trên cái cảnh cái sequence này, 3D này. Thì cũng giống như bài trước, ta sẽ nháy chuột phải vào cái phần thư viện bên tay trái này. Ta chọn import video. Ở đây tôi sẽ đưa một cái video nền, cũng giống như có thể là có nền cũng được, không nền cũng được. Đây là tôi muốn đưa cái video nền vào. Với cái CS4 thì nó hỗ trợ cả cái đuôi FNV. Còn với CS3 thì chúng ta phải dùng công cụ hỗ trợ để mới import được vào. Tạm thời tôi đưa cái ta làm cái video này. Ta sẽ kéo cái video nền vào cái xuống cái thanh thumbnail này, vào cái video 1. Tiếp theo, với cái video thứ hai tôi định làm thì như các bạn biết, cũng giống như bài trước, thì để có cái video nó trượt thì ta phải hoặc nó chạy trong thì ta phải cắt ngắn cái video đi trong khoảng từ 10 đến 15 giây, 20 giây. Nếu mà thời gian dài thì nó sẽ chạy chậm, còn thời gian ngắn thì nó sẽ trượt nhanh, tùy theo. Thì để cắt cái video này thì ta sẽ nháy đúp vào nó. Nếu mà các bạn nôi thumbnail này, ví dụ như là tôi nôi xuống thanh thumbnail này, thì bạn thấy cái video nó rất là dài đúng không? Trong khi đó là cái nền của tôi là nó chỉ có hơn 10 giây thôi đúng không? Vậy thì để cắt thì ta có nhiều cách cắt. Bạn có thể kéo trực tiếp trên thanh thumbnail này. Khi mà nó xuất hiện cái thành cái hình như này, bạn kéo lại bạn cắt cũng được. Kéo đâu nó cắt đấy. Nhưng mà làm như thế nó không được chuẩn lắm đúng không? Vậy để cắt chuẩn thì ta nháy đúp vào nó. Để cho nó xuất hiện sang cái cửa sổ bên tay trái này, bên tay phải này. Bây giờ bạn sẽ cho cái video nó chạy. Đấy, ví dụ như bây giờ ta sẽ lấy từ đoạn này chẳng hạn. Thì ta sẽ cắt đoạn đầu đi. Bây giờ nó đang ở giây thứ tư đúng không nhỉ? Ta nhấn vào cái nút đầu để cắt đầu đi. Cắt đoạn đầu đi. Bây giờ tôi định lấy 10 giây hoặc 15 giây.
Thì đây nó đã 4 giây rồi, thì bây giờ tôi sẽ cho nó chạy thêm khoảng 15 giây nữa, bằng 20 giây đúng không? Rồi, cho nó chạy 10, hơn 10 giây là được. Vậy là 14 giây thì ta có 10 giây rồi đúng không? 16, rồi, khoảng hơn chục giây. Ta sẽ stop. Ta nhấn vào cái phần cắt gì? Cắt đuôi. Đấy, vậy là ta đã có một đoạn video khoảng hơn 10 giây. Sau khi cắt xong thì ta sẽ nháy chuột vào cái hình này, ta nôi nó xuống. Nhấn giữ chuột nôi nó xuống. Đấy. Đấy là ta có cho nó sát vào 10 giây đúng không nhỉ? Bây giờ như giờ trước tôi hướng dẫn các bạn thì trên đây ta đã có hai cái video. Ồ, xin lỗi bạn. À, đúng rồi, hai video. Video 1 thì là nền, video 2 là cái video chúng ta cần là tạo hiệu ứng 3D. Vậy thì để cho nó thì ta xử lý video nào thì ta sẽ nháy chuột chọn nó. Ví dụ ta đang dùng video nền, nó chỉ là nền thôi, ta không để ý nó. Ta chọn video ở trên. Đúng nhỉ? Chọn chọn nháy trên. Đấy, nháy trên này, đấy. Thường cái là chọn video trên. Sau đó ta sẽ sang cái effect control này, cái đỉnh điều khiển. Đấy, thì ta ôn lại bài trước một tí. Ví dụ như bây giờ ở giây thứ, tức là cái thanh timeline này nó đang nằm ở đầu tiên đúng không? Chúng ta kéo đây. Tại sao chúng ta không nhìn thấy nền ở dưới? Bởi vì cái video này nó to bằng cái nền nên là nó ta không nhìn thấy nền. Vậy giờ ta giống như bài trước, ta sẽ mở cái cửa sổ này ra. Ta sẽ cho cái video này nhỏ đi bằng cách ta sẽ chọn với đánh chọn vào cái nút này, position này, để ta tạo một cái điểm đầu. Bây giờ ta sẽ thu cho nó nhỏ lại. À, đây là sang phải sang trái đúng nhỉ? Thu nhỏ lại thì ta xuống cái scale đây, ta cũng đánh dấu tích vào. Bây giờ nó đang 100%, giờ ta sẽ thu nhỏ nó xuống đúng không? Đấy, thì bây giờ lúc này ta nhìn thấy nền đúng không? Ừ. Bây giờ ta lại muốn nó nằm ở bên tay 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 phải đi đúng không, tay trái đi. Đấy, thì đây nó mới chỉ là cái to nhỏ thôi, chưa có hiệu ứng 3D. Ví dụ 3D bây giờ ta phải muốn cho cái video này nó nghiêng đi khoảng 20 độ hay là bao nhiêu đó. Để có cái hiệu ứng 3D này, ta sẽ vào cái video effect đây, cái hiệu ứng video này, bạn vào cái thư mục này. Bạn chọn cái Basic 3D. Nhấn chặt nó. Sau đó ta thả nó vào. Ta định đang làm cái video trên, nhấn giữ chuột kéo thả vào đây. Đấy. Ta đang làm video trên, ta thả nó vào. Đấy. Tức là khi ta thả vào đấy thì trên này nó mới có hiệu ứng 3D cho chúng ta. Đây, chính là cái Basic 3D mà chúng ta vừa thả vào, nó đã nằm trên đây rồi đúng không? Giờ ta sẽ mở rộng ra. Giờ ta sẽ thử xem cái hiệu ứng nào nó, ta thử xem nó nghiêng nha. Đấy, cái này ta thử cái này nha. Đấy là đây, nó chính là cái 3D. Giờ ta thích nghiêng kiểu gì, ta nghiêng kiểu gì thì ta sẽ đấy, ta nghiêng vậy thì ta phải chọn đánh nghiêng, nghiêng to nghiêng nhỏ, tương tự thế. Ta lại thử cái này xem nó là cái gì. Đấy, nghiêng nghiêng. Đấy. Nhìn. Tương tự thế, ta thử cái này xem nó là cái gì. Đấy, cái này nó lại là xa như này. Cho nó xa ra đấy. Có nghĩa là ta tạo hiệu ứng làm sao cho nó do cái sự gì của mình. Tương tự thế, ta lại kéo cho nó vào trong này một tí. Đấy, kéo hẳn nó vào trong này, này. Cho nó ngắt như này, ở cái khung hình đầu tiên. Ừ. Vậy là với cái khung hình đầu tiên thì
Bây giờ ở dây đầu tiên. Tiếp theo sang, ví dụ ta cho nó dây thứ, đây ta chạy lên đây, đến cái dây thứ 10 hay là dây thứ bao nhiêu đấy. Đến đây đi. Thì ta phải chọn những cái điểm này để ta đánh dấu nó lại. Ở đến dây này thì ta cho cái video nó ra, đúng không nhỉ? Nó sẽ bay ra. Đến cái dây này thì cái video này phải bay ra đến đây, đúng không? Ví dụ đấy. Cho nó bay ra đến đây đi. Đến đấy. Đến đâu tùy chúng ta. Bạn có muốn nó to lên không? Muốn nó to lên thì bạn cho nó to lên. Không thì không muốn to thì ta giữ nguyên như thế. Tương tự xuống dưới này. Ta cũng phải đánh ấn vào cái nút này để đầu tiên thì ta nhấn ở đây nhưng sau khi nhấn xong là ta nhấn vào đây. Giờ bạn muốn cái video nó nghiêng như nào? À đấy, sang đây nó nghiêng sang đây. Đấy, nó không cho nó quay sang đấy nữa. Đấy, cho nó nghiêng vậy. Tương tự cái này bạn thích nó nghiêng kiểu gì? Nghiêng hẳn như này. Cái này nó to lên một tí như này. Ừ. Giờ ta sẽ thử lại. Ta sẽ thử lại cho nó chạy. Nó trượt trên cái. Đấy, nó vừa trượt vừa xoay. Vừa trượt vừa xoay. Đấy chính là hiệu ứng 3D. Hoặc là đến đây. Bây giờ lại đến cái dây thứ đến đây đi. Dây cuối cùng đi. Ta lại đánh chọn những cái điểm nút này. Ta lại cho nó to lên. À, cho ra đây tí. Cho nó to lên. Nhưng mà cho nó lệch vào trong này tí. Ừ. Đấy là cách bây giờ ta sẽ quay lại từ đầu để ta xem cái hiệu ứng nó bay như nào. Đấy là do mình điều chỉnh bay ra này, vừa đi ra vừa xoay nghiêng đúng nhỉ, sau đó to dần lên. Đấy. Đấy là cách tạo hiệu ứng. Vì sau này ta còn sử dụng cái Photoshop cũng như là cái ta sẽ làm cái bóng đổ cho nó ở dưới này thì trông nó sẽ thật hơn, đúng nhỉ? Trông nó sẽ mượt hơn. Tức là ta sẽ làm cái bóng đổ ở dưới này. Thì cái phần nền này nó thừa thì ta cắt nó đi bằng cái này. Đấy, bây giờ ta sẽ xuất bản ra. Đây là tôi hướng dẫn các bạn gọi là ở mức biết cách làm thôi. Còn các bạn cái khả năng kỹ thuật của mỗi người, cái khả năng sáng tạo nó hiệu ứng nó bay như thế nào. Bây giờ ta sẽ xuất bản nó. Là media đi. Với cái đuôi AV đi. Nên ok. Tạm thời ta new ngoài desktop. Chọn desktop 3D AV. Ta nhấn vào nút này. Đây là ta biên tập trong vòng khoảng có mười mấy giây thôi, 15 giây, đoạn video cũng 15 giây thôi, đúng nhỉ? Rồi, đã xong. Ta tạm thời đóng nó lại. Không cần new nữa, đúng nhỉ?
Đây chính là cái sản phẩm mà chúng ta vừa làm. Bây giờ ta sẽ mở thử xem. Tôi cho mở bằng cái phần mềm này cho nó. Đây chính là cái video mà chúng ta vừa mới làm nhỉ, hiệu ứng 3D. Do cái độ nghiêng như nào thì chúng ta có thể tùy theo chúng ta nghiêng làm sao. Tùy theo chúng ta nghiêng nhiều hay nghiêng ít. Và ta sẽ tạo cái bóng đổ phía dưới này nó sẽ hay hơn. Bài sau giáo này chúng con sẽ các bạn tạo cái bóng đổ ở dưới này cho nó sẽ đẹp hơn. Và cái chất lượng video này nó không được, đỡ cái định dạng này không được gì lắm. Rồi, cuối cùng chúc bạn thành công.